Em xin kính chào toàn thể quý vị và chào các bạn nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục mời quý vị và các bạn đi xem và theo dõi cái bảng giá sắt thép và vật liệu xây dựng của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em trong ngày hôm nay 19 tháng 6 năm 2022. Bảng giá mới nhất trong ngày hôm nay nó lên nó xuống thì mời các bác đi xem và tham khảo nhé. Giá này là tại Phủ Lý, Hà Lam nha các bác nhé. Thì cái bảng giá trong ngày hôm nay nó lên nó xuống thì mời các bác đi xem mà tham khảo cái giá cả của cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em nhé. Thì cũng như mọi ngày, trước khi đi vào cái bảng giá nguyên vật liệu chi tiết nhất thì em cũng rất mong các bác là bớt chút thời gian mình ấn đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng vật liệu xây dựng nhà em, và đồng thời các bác có thể ấn vào cái nút chuông thông báo để cập nhật xem video mỗi ngày. Cứ 8 giờ sáng ngày thì em sẽ có cái bảng giá mới nhất từ bên nhà phân phối để gửi tới các bác tham khảo. Nếu như nó lên hay nó xuống thì các bác có thể nắm được cho giá cả trong ngày để mình có cái lịch trình mua hàng và đặt hàng. Còn hôm nay thì không để các bác phải chờ đợi lâu, đầu tiên em sẽ báo giá xi măng và tiếp theo là giá nguyên vật liệu cát, đá, sỏi và gạch, và sau cùng sẽ là bảng giá sắt Hòa Phát để các bác tham khảo xem là tình hình giá cả nó lên hay nó xuống để mình mua hàng và đặt hàng. Cái xi măng nhà em thì cái xi măng Hoàng Thạch Max CB30 để đổ bê tông thì đang có giá là đi 1.850 đồng trên 1 kg. Xi măng Hoàng Thạch MC25 Max xây chát cao cấp thì có giá là đi 1.550 đồng trên 1 kg. Còn các cái hãng xi măng trên thị trường thì Max CB3 để mình Max xây chát thì đang dao động giá từ 1.500 đồng cho đến 1.750 đồng trên 1 kg, tùy từng thương hiệu, rất nhiều thương hiệu, do vậy là em không thể gửi tới giá cụ thể cho các bác tất cả các thương hiệu được. Do vậy là bác nào có muốn tìm hiểu hãng xi nào thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em để tham khảo cái giá xi măng chi tiết nhất. Còn cái bảng giá nguyên vật liệu thì cái cát vàng tại bãi nhà em thì đang có giá là đi 580.000 đồng trên một khối. Cát đen, cát trung hà thì có giá là đi 280.000 đồng trên một khối. Cát lền thì có giá là đi 230.000 đồng trên một khối. Và cái đá 1-2 thì có giá là đi 380.000 đồng trên một khối. Thôi cho nó nói ít thôi. Đá 2-2 thì có giá là đi 400.000 đồng trên một khối. Còn cái gạch nò vồng thì có giá là đi 1.350 đồng trên một viên. Và gạch 3 chấm thì có giá là đi 1.100 đồng trên một viên. Rất nhiều loại gạch nhưng mà thường đang giữ ở mức giá là 1.100 đồng một viên. Còn các bác mà xem video mà thấy hay và cần thiết thì các bác có thể theo dõi để xem video cập nhật hàng ngày sau 8 giờ sáng. Thì các bác có thể ấn vào nút chuông thông báo, khi nào có video mới thì các bác có thể vào xem và quan tâm. Còn cái bảng giá sắt thép Hòa Phát mới nhất của ngày hôm nay 17 tháng 6 thì cái phi 6 và phi 8 đang có giá là đi 15.800 đồng trên 1 kg. Cái phi 8 gai thì có giá 15.850 đồng trên 1 kg. Phi 10 6,2 kg một cây, hàng dân dụng thì có giá là đi 99.000. Cũng lâu lắm rồi thì sắt phi 10 mới xuống dưới 100.000 đấy các bác. Phi 17,2 kg hàng công trình thì có giá là 115.000. Phi 12 9,9 hàng CB3 thì có giá là đi 158.000. Phi 14 13,55 kg một cây hàng CB3 có giá là 216.000. Phi 16 17,2 kg trên một cây có giá là 274.000. Phi 18 22,45 kg trên một cây hàng CB3 có giá là 357.000. Phi 20 hàng CB3 trọng lượng là 27,7 kg trên một cây có giá là 442.000. Phi 22 33,5 kg trên một cây hàng CB3 có giá là 534.000. Phi 25 hàng CB3 trọng lượng là 45 kg trên một cây có giá là 710.000. Như vậy là trong ngày hôm nay thì cái bảng giá sắt thép Hòa Phát so với ngày hôm qua thì chưa có điều chỉnh về giá bán, vẫn giữ nguyên mức giá cũ so với ngày hôm qua. Thì
các bác xem video thấy hay thì ấn đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng nhà em. Và các bác muốn xem video lâu dài thì các bác có thể ấn vào nút chuông thông báo, khi nào có video mới thì sẽ có thông báo, thì các bác vào tham khảo bảng giá. Còn hôm nay em xin được kết thúc video tại đây. Kính chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.